이 dog, I son dog. 벌써 이 무언 날 프리다 벌써. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Ngày mai thì mình cũng còn được nghỉ một ngày. Hôm nay sáng ngủ dậy, mình làm nhạc, đăng lên Facebook cho vui, xong rồi đi rửa xe, mới cái rửa xe ở bên trong thôi, chưa rửa bên ngoài. Thì bên ngoài thì ngày mai mình đi rửa xe, xong rồi đi lên kho, dọn dẹp đồ trên kho. 5 ngày nghỉ qua rất là nhanh luôn, hầu như mình không có làm được gì hết á, chỉ có nghỉ cho nó khỏe. Cái quan trọng là ngủ được nhiều, nhưng mà cũng được chỉ có 2 tiếng, nhiều hơn bình thường thôi. Vì thường thường 4 giờ rưỡi mình dậy, thì 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 6 giờ rưỡi, 7 giờ mình cũng đã dậy rồi, muốn ngủ tới 11, 12 giờ cũng không được, nó quen rồi, quen giấc rồi. Nhưng mà lại nằm trên giường làm những chuyện vặt vãnh, từ vì công việc nhà bếp mình cử động rất là nhiều cho cơ thể, cho nên được nghỉ thì mình nằm nhà nghỉ giải lao. Nhưng hôm nay sau khi rửa xe, thì mình thu dọn tủ đá, thì thấy tủ lạnh tủ đá mình vứt 4 bịch đồ ăn thừa, 4 5 bịch đầy luôn, nhưng mà tủ đá cũng còn chật cứng. Mình lôi ra 2 cục thịt bằm thì mình sẽ làm chả giò, tại vì mình nghĩ bắt đầu tuần tới mình đi làm về nhà mình mệt quá, mình không thể làm thức ăn được, thì mình lấy cái chả giò ra mình hâm lên mình ăn. Thì muốn như vậy thì mình phải làm chả giò trước. Mình có đặt mua một cái tủ bề cao 6 8 cm, bề ngang hình như cũng 8 cm, bề sau hình như là 30 35 cm. Cái tủ đó để hâm nóng, thức ăn. Tại vì mình nghĩ nếu sau này mình ra mình mở một cái kiosk, thì là cái tủ đó để hâm nóng bánh bánh mặn mình đặt mua rồi. Thì mình nghĩ là nếu mà mình để chả giò vô đó cũng được, hâm nóng chả giò. Thì bây giờ mình vừa cuốn chả giò mình vừa nói chuyện cho vui. Thì khi mình mua thịt bằm về đó, với số lượng nhiều á, thường thường là mình ướp trước, mình ướp xong rồi mình bỏ vào trong túi ni lông, hút hơi ra, xong rồi thảy vô tủ đá. Thì khi mà mình lấy thịt ra đó, thì cái độ tan nó từ từ, với cái lượng ướp nó đã có sẵn rồi, thì mình chỉ bỏ thêm nấm mèo, bún tàu với trứng. Mình thì mình ở một mình cho nên mình không có cuốn chả giò kinh tế, có nghĩa là không có độ rau cải gì hết, trong đó chỉ có thịt chả giò, thịt để cuốn chả giò đó, thịt bằm á, với lại nấm mèo, bún tàu, trứng, nêm nếm vậy thôi. Còn khi mình ăn á thì mình mới kèm theo rau sau, chứ mình không có trộn với cà rốt hay cái gì trong thịt hết á. Mình biết là thịt không ăn sẽ ngán, nhưng mà khi mình ăn á thì mình ăn kèm với rau thì nó tươi và nó ngon hơn là khi mình chiên á. Chả giò thì nó không có ra nước, bánh tráng nó sẽ giòn. Thì đây, là cái miếng thịt của 2 cục thịt, thì đây là 1 bịch trước, còn 1 bịch nữa, 1 cái hộp nữa, thì mình nghĩ phía trong nó vẫn còn đông đá, thì mình lấy ra từ tối hôm qua, rồi mình để ra ngoài ban công chứ mình không để trong nhà. Tại vì cái lạnh của ngoài ban công ở ngoài trời á, nó lạnh từ từ, nó nhả từ từ ra, chứ mình để trong nhà chỉ cái mấy tiếng đồng hồ là nó bèo nhèo, nó liền rồi, nó ra máu nhìn ghê lắm. Thì khi mình cuốn á
thì nó vẫn còn hơi cứng, nhưng mà khi mình bỏ trứng, bỏ muối tiêu đường bột ngọt vô á, thì cái sự mà nhả đá nó nhanh hơn mà thịt nó tươi hơn. Đây là hộp thịt của mình nè. Miếng thịt mà mình nói nè, thì cái đây có nấm mèo, bún tàu, rồi đây mình có bỏ hai quả trứng. Thì bây giờ mình sẽ trộn lên. Mình không có cho rau cải gì trong đây hết nha bà con, tại vì mình ở có một mình nè. Mình không cần phải cuốn chảy giò kinh tế. Thì mình thấy ở trong đây này, nó còn cứng, nhưng mà nếu như vậy thì tốt thôi, tại vì khi mình vô nó gặp muối tiêu đường bột ngọt mình nêm thêm nữa đó, tại vì khi mình bỏ nấm mèo bún tàu như vậy nè thì cái lượng nêm nếm là nó phải thêm. Mình không có cân cái cục thịt này, mình cũng không biết là nó khoảng bao nhiêu ký. Thì khi mình cuốn chả giò đó thì mình có thêm một tí dầu mè cho nó thơm. Thịt nè nó vẫn còn đông đá, nhưng mà đông với cái độ lạnh thôi chứ không phải là đông cứng, nên rất là tốt. Cục thịt nó còn tươi đỏ luôn. Thì mình sẽ mang bao tay, mình trộn bằng bao tay thì nó nhanh hơn. Thường thường á, khi mà mình đeo bao tay vô á, dù là mình biết bao tay nó sạch nhưng mà mình cũng phải rửa đó. Mình đeo vô xong như nè rồi mình phải đi rửa, rửa cho sạch rồi bắt đầu mình mới đụng vô thức ăn. Còn hơi cứng nè, nhưng mà không sao, nó sẽ nhả ra rất là nhanh. Như vậy thì cục miếng thịt nó mới tươi đó, nó còn tươi hồng nè. Rồi nếu mà miếng thịt mà mình mua mà mình thấy nó thâm đen á đó, là thịt nó ôi rồi, thịt mà nó còn đỏ như vậy nè thì là nghĩ là thịt nó tươi. Mình không có trộn gì hết ngoài nấm mèo, uống tàu, mắm, muối tiêu, đường một ngọt, dầu mè, chứ mình không có bỏ mắm. Mình thay vì bỏ mắm thì mình bỏ dầu mè cho nó thơm, bởi vì có mắm á, thì nó sẽ hôi. Mình chỉ bỏ hai trái trứng với lại cái lượng thịt này thôi, tại vì nếu mà mình bỏ nhiều trứng á, thì khi mình chiên á nó sẽ nổi bọt, coi như là nó, nếu bánh tráng mình cuốn á nó có cái lỗ hổng á thì nó sẽ xì bọt ra.
xì bong bóng á. Thì có dầu mè quá, rất là thơm. Như nãy là mình thấy nó cứng cứng ha, đó nó cứng, bây giờ nó mềm rồi. Tại vì khi nó vô nó gặp gia vị á, thì nó mau tan. Cho nên khi mình nấu ăn với số lượng đông người á, trong sở làm của mình á, mình có thông báo với họ là mình nấu thức ăn mình không có nêm muối. Thì ai ăn á thì nêm nếm muối tiêu sâu. Bởi vì các bạn biết sao không? Tại vì khi thức ăn á mà mình, ví dụ như đồ ăn xào hay đồ ăn chiên mà mình hay là cơm chiên hay bất cứ cái gì đó, mà có rau cải mà mình nêm nếm có muối vô á, mình nêm với độ mặn á, thì khi mình bày ra dĩa để ra bàn á, thì cái rau á nó không còn cái màu đẹp màu xanh nữa, mà nó sẽ dễ mau ra nước, nó chảy nước ra. Tại vì như các bạn biết, khi mình làm gỏi hay là làm gì mà mình bóp muối gì, thì là mình làm cho những cái cơ cơ trong cái những cái nhánh lá gì đó nó bị bẻ gãy đó, cho nên nó bị xìu và bị mềm, bị nhũn và bị ra nước. Cho nên khi mà mình nấu ăn á, mà mình với cái lượng mà trưng bày ra trước khi giờ, trước khi người ta ăn á, có nghĩa là mình không phải đi làm trong gia đình, mình vô mình ăn liền á, thì đừng bao giờ rải muối lên hết á. Muối nó sẽ làm cho những cái rau cải đó nó bị mềm đi và nó ra nước đó. Thì để cho những người ta muốn ăn á thì người ta vắt muối lên. Thì khi mình nói cái vấn đề này á, ai cũng ngạc nhiên, họ nói là lần đầu tiên họ nghe nói chuyện này đó. Họ là nấu ăn lúc nào họ cũng bỏ muối, thì đồng ý rồi. Nếu mà mình ở trong nhà đó, mình nấu ăn mà mình cho muối vô, nghĩa là mình đem ra bàn mình ăn liền á, thì mình nên cho muối, đó là mình nấu ăn trong nhà. Còn mình nấu ăn trên cái hình thức mà cho khách á, thì luôn luôn là nấu lạc và không có bỏ muối lên trên thức ăn. Để khi nào người ta ăn thì người ta cho muối vô, thì cái rau cải á, nó mới tươi và nó không ra nước. Thì bây giờ mình trộn được như vậy rồi nè. Thì mình sẽ cuốn bánh tráng. Thì bên đây mình có cái này để mình cuốn bánh tráng nè. Rồi mình có một thố nước nóng. Rồi đây mình có cái dĩa để sau khi mình cuốn thức ăn vô thì mình sẽ để ra đây. Thì bây giờ mình sẽ nhúng bánh tráng. Khi mình nhúng bánh sáng xong á thì mình cho ra khay để mình cuốn. Thì thường thường á, như bánh tráng mình cuốn thì là bánh tráng vuông. Bánh tráng mình cuốn vuông thì luôn luôn là mình gấp ở cái góc này nè.
mình không có cuốn chặt lắm, tại vì khi mình chiên á thì nó sẽ nở ra nữa, thì là nó vừa vừa căng ra là vừa. Còn nếu mình cuốn chặt quá á, thì khi mình chiên á nó sẽ bị nứt, bị rách. Mình không có thay bao tay, mình dùng cái bao tay hồi nãy mình cuốn chả giò đó, mình trộn chả giò rồi mình tiếp tục mình cuốn, tại vì nó cũng là thịt mà mình không cần phải thay bao tay. Cái bánh tráng này nè rất là mau mềm đó, mình vừa nhúng vô xong ra là mình để ra như vậy, chỉ trong vài phút là mình có thể cuốn được rồi. Có nhiều loại bánh tráng đó, thì mình phải để lâu lắm, mình nhúng xong á mình phải chờ bánh tráng nó mềm lâu lắm thì mình mới cuốn được. Với lại nước mà mình lấy để nhúng bánh tráng á thì mình lấy nước 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 nóng, thì khi ra mình ngồi mình nói chuyện như vậy nè thì cái thố nước nóng của mình nó thành nước ấm rồi, cho nên khi mình nhúng bánh tráng vô á thì là nước là nó là nước ấm thôi chứ không phải là nước nóng nữa, cho nên bánh tráng rất là mau mềm. Royal, mình có đặt mua một cái ấm nước để chứa nước nóng 25 lít, rồi mình có mua một cái khay để giữ đồ ăn nóng, cũng 20 mấy lít, 23 lít. Mà quan trọng là cái nhiệt độ của nó đó, thì mình luôn luôn lựa những cái loại mà cái nhiệt độ nó cao, thường thường là 1000W trở lên, chứ mình không bao giờ mua cái loại mà cái nhiệt độ nấu nóng á nó thấp, tại vì những cái loại mà nhiệt độ thấp á thì nó mình chờ rất là lâu nóng
mà khi nhiệt độ mà thấp á thì mình nấu đồ ăn á, nó không có ngon. Cho nên tại sao những nhà hàng người ta thường nấu bếp ga, nó là như vậy. Mình không có độ như chỗ này đó, chỉ có thịt thôi, thịt nấm mèo, nấm tàu. Khi mình ăn thì mình ăn kèm với rau. Đó. Đây, tổng cộng là mình có được 1, 2, 3, 4 rồi đó. Mình để cách xa như là để cho nó không có dính à, để dễ lấy. Trong xưởng mình á thì công nhân viên họ thích mình làm món chả giò lắm à, nhưng mà mình đã làm một lần rồi đó, thì mình chưa có làm lại lần thứ hai, nhưng mà mình hứa mình sẽ làm ừ. Cho nên từ từ là cũng sẽ đến, nhưng mà nó nói là tụi nó chỉ thích ăn chả giò thôi, thì cho nên mình mới ngày hôm qua mình mới đặt mua cái máy chiên chả giò với nhiệt độ là 6.000 W 6.000 W mà với cái lượng là 16 lít ừ. Đó, nó bự như vậy á, mà mình mua có một cái à, cho nên nó cũng không có đủ, không có kịp chiên nhanh với số lượng người ăn là 100 người. Tại vì mình tính mua thử một cái đã coi nó như thế nào à, nếu mà mình thấy được thì mình sẽ mua thêm ừ. Nhìn rất là ngon luôn, thịt rất là tươi à, rồi mình cũng có mua một cái máy làm bánh waffle ừ. À, loại mà với một cái nhiệt độ là 1.500 W ừ. Với cái nhiệt độ mà nó nóng như vậy á thì mình làm bắp lên nó mới kịp cho người ta dùng à, mình cũng mua cho mình có một cái mình mua thử xem như thế nào, nếu mà ok được thì mình sẽ mua thêm một cái nữa thì mới đủ và làm kịp làm cho khoảng 100 người ăn. Trong gia đình á, mình ăn trong gia đình thì mua mấy cái loại máy bắp như là bắp lê thường bình thường á, một vài mấy trăm watt là cũng được rồi đó. Nhưng mà những cái loại đó là để làm cho gia đình ăn đó. Thì nó hơi lâu và mình phải chờ, nhưng mà trong gia đình thì đâu có cần gì phải vội. Đây, tại vì khi mình cuốn á, chỉ có thịt không á thì nó rất là dễ và mình cuốn rất là nhanh, còn nếu mà có rau á thì cuốn nó hơi khó, nó hơi lỏng lẻo á. Mình có hứa là mình sẽ cuốn chả giò cho sở làm, nhưng mà từ từ rồi mình cũng sẽ làm. Tụi nó khoái lắm, tụi nó mê chả giò lắm, nó mê chả giò những ngày nó mê đi hamburger ạ. À, bữa mình làm hamburger trời ơi chưa đến giờ 5 phút nữa mới tới giờ ăn là nó đứng đầy hết rồi. Nó sợ là đi vô trễ thì nhiều người đi trước người ta lấy hết đúng không. Công nhận cái bánh tráng này đó rất là ngon à,
Như thấy đó, mình nhúng vô là một vài giây là mình có thể cuốn được rồi. Mà khi mình chiên á, cũng vậy như các bạn, mình chiên á, nó không có nổ, nó không có dăng đó, rất tiện và lợi luôn. Tí nữa mình chiên á, thì mình sẽ quay phim cho các bạn xem. Mà mình thích cái loại bánh này, nó hình vuông nè, nên rất là dễ cuốn. Cái hình tròn nó hơi khó cuốn, nhưng mà lúc nào mình cuốn hình vuông á thì mình cũng để cuốn cái góc này nè, hướng về phía mình, thì mình cuốn nó dễ hơn. Có nhiều người ta nói là khi mình cuốn á, thì độn rau vô ăn nó không ngán, nhưng mà thật sự ra thì mà khi mình ăn chả giò, lúc nào mình cũng ăn có rau mà, có rau kèm bên ngoài mà, cho nên cần gì phải phải độn rau ở trong chả giò. Rồi khi mình ăn thì mình cuốn xà lách, giá rau sống, cà rốt chua ở ngoài, mà nó giòn nó còn ngon hơn nữa. Rồi khi mình chiên thì nó không có ra nước đó. Thì khi mình cái hình thức mình chiên không có độn này cũng giống như mình làm hamburger. Nhanh không? Tụi Na Uy á thì nó thích ăn chả giò với cái loại bánh mà bánh tráng bột á, nó ít có thích ăn chả giò với cái loại về bánh này lắm. Tại vì cái loại bánh này á thì nó thấm rất là nhiều mỡ, nhiều dầu. Còn cái loại bánh mà bánh tráng bột kia thì nó không có hút nhiều dầu mỡ. Mà khi mình chiên ra là mình chiên sắp sửa đến giờ ăn, cho nên dù là có chiên cái bánh kia nó cũng giòn. Mà cái bánh này cũng vậy, bánh này mà bánh tráng này nè, mà khi mình chiên xong á là mình phải ăn liền. Chứ còn nếu mà mình để khoảng nửa tiếng hay gì đó thì nó không có ngon nữa. Nhưng mà loại bánh tráng này cũng có sức chịu đựng lâu lắm, có nghĩa là nó cũng giòn lâu lắm á. Mà đúng ra ăn cái bánh chả giò mà bánh tráng này nè thì người ta uống nước nhiều, sau khi ăn nó uống nước nhiều, bởi vì bánh tráng nó nở ra đó. Còn cái bánh tráng kia thì nó không có cái độ nở nhiều bằng cái này. Thì nó thật sự ra mà nói thì ăn chả giò mà ăn bánh tráng này thì nó lâu. Mình thấy nước đó, nó cũng hơi hơi lạnh rồi đó, cho nên mình nghĩ mình chắc có thể là mình đi thay nước. Mình thay nước nước ấm. Mình có mua cái khay hâm nóng đồ ăn á. Với lại cái khay nó hâm nóng đồ ăn đó thì là để hâm ví dụ như cơm chiên nè, hoặc là mì xào nè, hay ragu nè. Còn mình chưa mua được cái hâm hộp pommes frites đó. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà thường thường á, là mình chiên pommes frites ra là mình canh giờ đó, người ta vừa vô sắp sửa vô thì mình mới chiên pommes frites đó, thì vừa đưa ra khay là nó làm đẹp vèo cái là hết rồi, đâu có đến nỗi mà phải để vô trong máy máy chờ hâm nóng. Nó làm tích tắc là một cái khay hộp pommes frites đi cái bèo sạch bon luôn đó. Nhưng mà mình có mua cái máy mà để hâm ragu hâm gì đó thì cái đó lợi hơn, tự vì cái lượng mà khi mà nó ăn vừa hết á, mình thấy trong khay nó vừa hết á thì là mình châm tiếp vô đó. Thì cái độ nọ thì khi người ta phải ăn xong một đợt, người ta tới một đợt người ta lấy thì nó vừa vừa xong. Còn pommes frites á,
thì nó làm cái vèo tích tắc hết liền. Ừ. Mà khi hết rồi á thì sorry man, mình không có thể chiên tiếp được, mình chiên với cái số lượng đó thôi. Tại vì cái món ăn đó là món ăn như pommes frites á, chiên dầu mỡ đó, thì mình ăn cái độ, những cái món ăn mà chiên dầu mỡ nó có giới hạn thôi, ăn nhiều không tốt. Cho nên nếu mà vèo cái hết rồi thì thôi, đâu có mà để dự trữ. Cho nên mình không nghĩ là mình mua cái máy mà hâm nóng pommes frites. Mình đi thay cái khay nước này đó, nước nó nóng thì mình làm nó nhanh hơn. Một tô nước ấm. Mình cũng thích ăn chả giò lắm. Nhiều khi mình ở một mình gì đó, nhưng mà một cái thố chả giò này nè, mình ăn cái vèo hết ngay luôn. Đó, nước ấm á, ra là nó mau mềm lắm. Ừ. Mình ăn ở nhà cho nên mình không có cuốn bé bé, mình cuốn đừng có cuốn mập quá, cuốn dài dài như này thì dễ cầm dễ ăn đó. Mà nếu có cắt ra cho vô tô bún đó, nó cũng dễ đó. Còn cuốn nhỏ nhỏ thì giống như kinh tế nó nhiều bánh tráng. Cái này là mình cuốn để mình ăn trong nhà chứ không phải mình cuốn mình bán. Sau khi nhúng nước rồi là nó mềm tích tắc đúng không? Ở trong sở làm mình á, lúc mình mới vô á thì con nhỏ làm trước mình á, nó hay đặt cái bao tay mà loại bao tay màu xanh á, bao tay mà cho mấy người lau chùi dọn dẹp rên hôn á. Ừ. Cái loại bao tay đó đó nó là một loại nhựa, một loại nhựa mà không có thích hợp cho làm đồ ăn nha các bạn. Khi mà các bạn dùng cái loại bao tay màu xanh đó đó mà các bạn làm đồ ăn á, mà nếu mà bao tay đó mà khi nó gặp cái độ nóng hoặc nó bị rách đó, thì cái chất nhựa đó nó sẽ vào trong thức ăn, nó không có tốt. Tại vì cái loại ni lông đó không phải là loại ni lông để mà bảo quản thức ăn. Ừ. Cho nên á, khi mà nó làm ở đó đó, nó mình luộc trứng xong á
vì mình để cho nó lột vỏ. Thì khi mà cái trứng đó, thì nó dùng cái bao tay đó nó lột vỏ trứng. Nhưng mà khi trứng người ta ăn không hết còn lại đó, mà khi người ta ăn không hết đó, có nghĩa là không phải là người ta bóc tay vô cái trứng đó đâu. Người ta dùng muỗng, người ta lấy trứng ra đàng hoàng, nghĩa là người ta không có chạm tay vào những cái trứng đó. Thì cái trứng còn lại mình bỏ tủ lạnh để ngày hôm sau mình ăn tiếp. Nhưng mà cái trứng đó nó cũng dễ bị hư. Bởi vì sao biết không? Bởi vì cái bao tay của con nhỏ đó đó, nó lột trứng đó, là cái bao tay màu xanh đó đó. Cái bao tay đó là để cho rain hole, để cho mấy người người ta lau chùi dọn dẹp nhà cửa đó, người ta dùng cái bao tay đó. Còn cái bao tay này nè, là mới là loại bao tay để làm thức ăn. Cái loại bao nhựa này nè, nó thích hợp cho khi mình đụng vô thức ăn. Nhưng mà dù gì chăng nữa, khi mà mình dùng một cái bao tay, dù là nó mới, mình lấy trong hộp ra, mình cũng phải đi rửa trước đã. Mình mang vô gì xong rồi mình đi rửa, rồi mình mới đụng vào thức ăn. Chứ đừng có mình lấy ra trong hộp, mình đút vô cái mình đụng vô thức ăn liền. Tại vì khi những cái công xưởng mà nó chế tạo ra những cái bao tay như vậy nè, nó ra một hàng loạt rất là nhiều, nó chạy qua máy móc, xong rồi nó tự động nó đóng, nó ép rồi nó đưa vô trong hộp. Cho nên nó cũng chưa có được tẩy rửa sạch sẽ đâu. Bèo một cái là mình cũng đã được như đây rồi. Bây giờ mình phải đi lấy thêm một sấp bánh tráng nữa. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Bây giờ mình lấy thêm một sấp nữa. Một sấp lẻ cho nên mình phải lấy một sấp mới nữa. Hết một sấp lẻ rồi. Khi mình để chả giò lên dĩa đó, thì các bạn thấy cái gì đó, là khi cái lớp thứ hai á là mình để xéo lên như vậy đó. Đó.
thì khi mà mình lấy ra thì nó dễ hơn, nó không bị dính lại với nhau. Để coi cái lượng thịt còn bao nhiêu nè. Đây, lượng thịt còn bao nhiêu đây. Mình vừa cuốn vừa nói chuyện cho vui. Tối nay thì mình được ăn chả giò, rồi ngày mai còn dư lại mình quay chả giò. À, hôm qua thì mình có thử nấu cái món cừu, cừu với bắp cải. Thì mình phải nấu trước, để nấu thử trước ở nhà, để xem thử là khi mình đi nấu cho người ta ăn á, có thích hợp hay không. Thì vì lần đầu tiên mình nấu loại thịt cừu mà không có xương, mà nấu để ăn trưa chứ không phải là nấu món ăn chính. Đó. Thì hôm qua mình có nấu thử ở nhà để mình ăn thử, để mình thấy như thế nào. Thì mình thấy là khi mình nấu ăn trưa thì không nhất thiết là mình phải, với lại thịt này không phải là thịt xương. Đó. Cho nên mình không nhất thiết là phải xếp một lớp bắp cải rồi một lớp thịt, một lớp bắp cải, một lớp thịt. Tại thịt này nó không có to, nó chỉ bằng bằng hai ngón tay như vậy thôi. Cho nên mình sẽ như ngày hôm qua đó, mình nấu thử để mình ăn thử á, thì mình tao cái thịt đó trước. Mình tao cái thịt cho nó vừa cháy cạnh, xong rồi mình sắc bắp cải á, cũng cỡ bằng ba ngón tay như vậy nè. Cỡ bằng ba ngón tay như vậy đó. Xong rồi mình bỏ vô, mình bỏ trong cái nồi thịt mình tao đó. Xong mình trộn đều lên. Mình trộn đều lên xong rồi mình đổ đổ một ít nước, nước đổ một ít rượu trắng. Rượu trắng. Mình thử nấu mà mình không bỏ rồi mình bỏ một tí nước mắm với một tí tương ớt lúc mình tao thịt đó, để mình thử lần này là mình cho nước mắm với tương ớt mà không có bỏ ngũ vị đinh hương, hồi hương hoặc là vỏ quýt, để coi thử nó như thế nào. Mình nấu khoảng cũng lâu nha, mình nấu cũng 2 tiếng. Dù là số lượng ít nhưng mà mình cũng nấu riu riu lâu, cũng 2 tiếng, để cho cái bắp cải nó mềm ra, thịt nó mềm ra, ăn thì nó mới ngon. Thì lúc mình ăn thử, cái lúc mà mình nấu khoảng 1 tiếng với lại cái 2 tiếng, thì mình thấy cái mà hầm 2 tiếng á, nó ngon hơn là cái 1 tiếng. Tại vì cái bắp cải nó mềm mà cái thịt nó cũng mềm, ăn rất là ngon. Ăn với cơm, mình ăn với cơm rất là ngon luôn, không có một cái mùi hôi gì hết. Tự vì mình có bỏ nước mắm với lại một tí nước mắm lúc mình tao thịt á, một tí nước mắm với một tí tương ớt. Thì cái tương ớt hòa quyện với lại bắp cải và cái mùi lam á, cho nên nó thành một cái mùi rất là ngon và rất là thơm. Thì mình nấu là khi mà mình thấy nó hơi cạn á thì mình thêm một tí nước á, là coi như là nước nó hơi đi sắp sắp cái mặt mặt thịt với lại mặt bắp cải á. Thì khi mình ăn á, cái cơm á mình chan tí nước lên, ăn rất là ngon. Thì mình đã nấu thử rồi, thì mình nghĩ là đến ngày thứ 3 thì mình sẽ thành công cái món này. Còn người ta có thích ăn hay không là tùy người ta, nhưng mà thường thường á là tụi nó đi làm nó không có mang theo mất hoặc kia, mà khi mình nấu ăn cái mùi thức ăn nó thơm ngon á là bà con đói bụng. Giờ có ngon, giờ có lạ hay không lạ gì á, khi mà đói lên á thì cái gì cũng ăn hết.
tại vì mình làm chỉ có một mình ăn thôi, trong nhà ăn chứ không phải là buôn bán, cho nên cái nem của mình chỉ có thịt thôi. Còn nếu mà mình buôn bán á, mà làm như vậy thì có thể là lỗ. Mà nếu mà mình cái loại nem mà nó đầy dinh dưỡng như vậy thì đương nhiên là cái giá nó khác. Thì mình bán mắc hơn. Đâu sao đâu. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mình mới thấy là lúc trẻ mình tại sao mình không sanh nhiều con á, cho nó vui nhà vui cửa. Tại mình thấy là mang nặng đẻ đau mình thấy ớn quá, là một với lại khi có con thì mình phải có tài chính để nuôi con đó, cho nên mình cũng hơi sợ. Mình sợ là mình không có đủ kinh tế để mình lo cho con. Bây giờ thì nghĩ lại thì thấy hối hận là một. Cái thứ hai nữa là ở cái nước Na Uy này nó lạnh, nó buồn á, nó suốt ngày mình ở trong nhà. Nếu mà một gia đình đó mà đông con cái thì mình nghĩ chắc có lẽ là vui hơn đó. Thì mình quay xong cái này mình của cái đợt này thôi, còn cái đợt của một cái thố nữa thì mình nghỉ giải lao rồi từ từ mình cuộn thêm, chứ ngồi mà cuộn cái này hoài cũng chán. Mình nghỉ giải lao rồi mình cuốn cái đợt thứ hai. Cái dĩa của mình nó đầy rồi đó.
Ngày mai ngày 1 tháng 4, các bạn có biết là ngày gì không? Ngày 1 tháng 4 là ngày chọc ghẹo người ta đó. Troll người ta đó. Có nghĩa là nhiều khi mình chuyện không có, mình lừa người ta đó. Thường thường mình thích làm chả giò mà có tôm á, như là scampi á, bầm ra xong rồi trộn thì nó ngon. Nhà mình trong tủ đá có mà mình quên đi, làm biến thôi, bữa khác. Có scampi con nữa thì nó ngon. Cái loại bánh tráng mình làm là bánh tráng này nè, nó có hình ba cái tre này. Bánh tráng ba cái tre. Cái này mình nghĩ chắc khoảng chừng 4-5 tháng mình sẽ xong. Năm ngày lễ Phục sinh nó qua rất là nhanh, còn ngày mai chỉ còn có một ngày nữa là đi làm rồi. Đó, mà mình làm được cái gì? Mình chỉ có dọn được tủ lạnh, tủ đá, vứt đồ ăn thừa, giặt quần giặt áo, hút bụi lau nhà, rửa xe, chứ cũng chẳng làm được cái gì, tại vì mình thiếu ngủ. Với lại khi mình lâu lắm rồi mình không có làm cử động thân thể nhiều, bây giờ mình làm cử động thân thể nhiều một thời gian thì khi được nghỉ thì cơ thể mình nó cần nghỉ giải lao. Cái nước này như bắt đầu nó cũng nguội rồi, cho nên cái bánh tráng này nó cũng hơi cần có thời gian để nó mềm. Món ăn Việt Nam của mình á, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ. Thì món ăn Na Uy á thì thường thường nó làm á với một cái khối lượng to, rồi khi nó ăn á thì nó mới cắt và nó xẻ ra, cho nên không có dùng nhiều thời gian như những món ăn của mình. Thì món ăn của mình á, tự về cũng giống như người Nhật á, từ ngày xưa á, nước mình nghèo, những người già, những người lớn tuổi á thì răng của họ yếu lắm. Mà đi nha sĩ hay đi bác sĩ thì không có tiền. Đó là nguyên do mà tại sao những món ăn của mình á, thường thường là những cái hình thức
nhỏ nhỏ, hoặc là đa số là những món ăn mà được xay nhuyễn ra rồi mới chế biến thành món ăn. Ví dụ như đây cũng là thịt xay ra rồi nè. Những cái món mà mềm nhẹ nhỏ để cho những người lớn tuổi, người già và con nít đó, nó dễ ăn. Còn ngoài ra thì nó cũng có những cái khác biệt với người Tây Phương. Có nghĩa là người Tây Phương á, người ta ăn bằng dao nĩa. Có nghĩa là những món ăn á, người ta để lên dĩa, người ta cắt ra. Người ta cắt cái trên dĩa xong rồi người ta mới đút vô trong miệng. Còn mình á, thì mình ăn bằng đũa. Cho nên mình cứ gắp lên xong mình đưa vô cái răng của mình á, mình cắn rồi mình giật, đúng không? Mình xé giống như thú vật vậy đó. Nhưng mà người Tây Phương á, thì họ không có làm như vậy. Họ để cái miếng ăn á, miếng thức ăn á, lên trên dĩa, họ cắt ra từng miếng nhỏ rồi họ xiên vô, họ đưa vô trong miệng. Còn mình á, thì tại vì mình ăn bằng đũa, cho nên những cái món như là gà mà có xương á, Maui nó ít khi nào nó ăn mà món thịt gà mà chặt ra từng khúc xong rồi kho lắm. Nó ăn bình thường là thịt là nạc. Cho nên mình ăn những món như vậy mà ăn bằng đũa, khi mình đút vô trong miệng rồi mình cắn rồi mình nhai, mình xiên rồi nghiền rồi mình giật nó ra này nọ. Giống như những loại thú vật thì thường thường nó ăn với một cái hình thức như vậy á. Cho nên cái sự ăn á, trên bàn ăn á, nó khác nhau là cái chỗ đó đó. Đối với người Tây Phương thật sự á, nếu mà mình mời họ ăn á, thì mà ăn bằng đũa muỗng á, thì nên tránh cho họ ăn những cái món giống như mình nói á. Có nghĩa là họ không có biết dùng cái miếng đũa để kẹp nó lại, và họ không có ăn một cái hình thức giống như thú vật vậy. Lấy cắn vô xong rồi giật nó ra, một là giật ra bằng cái đầu, hai là giật ra bằng cái đôi đũa như vậy. Nó không có hình thức như vậy. Cho nên nếu mà có mời người Tây Phương á mà ăn bằng đũa đó, thì cái những cái món ăn đã được chế biến không có xương và nhỏ để họ có thể gấp lên và dễ đút vào trong miệng. Tất cả những cái gì mình nói á, không có phải là mình chê bai cái cách, cái phong tục văn hóa Việt Nam của mình đâu. Nhưng mà cái này là tại mình có đi học. Thì trong trường á, họ có giải thích cho mình biết cái sự khác nhau là như thế nào trong vấn đề ăn uống. Khi mình ăn đũa hay là ăn dao nĩa, thì trong trường nó dạy cho mình cái cách là để khi mình làm, ví dụ như mình ăn món Á Châu mà mình muốn phô trương cái văn hóa, cái cách ăn uống Á Châu, thì cái những cái thực đơn mình ra nó phải phù hợp cho một người Tây Phương ăn bằng đũa. Nếu mình muốn giới thiệu món ăn đó phải dùng bằng đũa. Cho nên tại sao người Nhật á, họ có những món ăn nho nhỏ vừa, một là dùng bằng đũa gắp lên đút vô miệng, hai là bóc bằng tay đút lên thảy vô trong miệng, nó vừa như vậy mà không có xương. Đó là nguyên do như vậy, là tại sao sushi nó có từng món nho nhỏ như vậy. Rồi cũng như mình làm chả giò như vậy, thường thường là những chả giò mà nó nho nhỏ, nó vừa để cho một người Tây Phương, người ta để lên người ta cắn hai lần. Một cái chả giò nhỏ nhỏ vừa đút đủ đút trong miệng, không phải há cái miệng bự ra, vừa đút trong miệng ta chỉ cắn hai lần là cái miếng chả giò nó xong. Như ta cắn một lần rồi còn một cái đợt thứ hai một lần là miếng chả giò hết. Và khi mà mình mời tiệc là với hình thức như vậy, chứ không có làm cái chả giò bự như mình. Tại cái này là mình làm ở nhà, mình làm với tính cách gọi là làm biến. Làm tại vì mình ăn ở nhà, mình muốn ăn cho ngon á, nhiều thịt á, thì như một cái chả giò này thì với cái miệng của mình thì mình có thể cắn 3 lần.
mà cũng đủ cái độ để mình đút vô trong miệng, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Nguyên một cục thịt thì mình nghĩ là nhiều chứ không có nhiều đâu, tại vì mình không có trộn gì hết á. Cho nên mình cũng cuốn sắp xong rồi, còn một tí nữa là xong rồi. Mình nghĩ chỉ còn khoảng ba cuốn nữa là xong, với lại tại mình cuốn cũng cuốn nào cũng thấy nó bự á, cho nên nó nhanh. Cái rổ một tô thịt nữa thì mình nghĩ chắc có lẽ là mình sẽ trộn với tôm á, mình chiên á, thì có lẽ nó ngon hơn. Cho các bạn xem đó, thì số thịt nó, lượng thịt nó còn như đây nữa thôi, thì mình nghĩ là khoảng chừng hai hoặc ba cuốn nữa là xong. Nó có dầu mè vô á nên nó thơm lắm. Nếu mà chả giò mà ăn vả đó, thì mình vẫn thích ăn cái loại bánh tráng bột kia chiên ngon hơn. Còn cái loại này thì để ăn với bún với rau thì nó ngon hơn. Tại khi mình cuốn với xà lách á, mình cuốn với xà lách với rau thơm á thì nó ngon hơn. Mà ăn vả đó thì ăn bằng cái cuốn bằng cái bánh tráng kia thì nó ngon hơn. Thì chả giò mình cuốn không bao giờ lúc nào cũng phải có nấm mèo bốn màu. Những thứ khác thì thiếu thì có thể được, nhưng mà chả giò thì không có thể thiếu nấm mèo bốn màu. Khi bắt đầu ngày nghỉ lễ, ngày đầu tiên nghỉ lễ Phục sinh á, thì mình có hồi hộp, mình không biết là cái món thịt cừu của mình á nó sẽ ra sao khi mình vô làm lại. Nhưng mà mình thử mình nấu ở nhà trước, mình ăn thử thì thành công, thì mình nghĩ là mình không cần phải hồi hộp nữa.
mình cảm thấy là an tâm, là mình biết là mình sẽ thành công. Thì khi mà mình làm thử á, thì mình chia ra cái độ thịt làm hai lần. Có nghĩa là cái thịt mà mình ướp chỉ trong vòng một ngày đó. Rồi mình ăn hết cái đợt đó xong thì cái đợt mình nấu lần thứ hai với lại một cái đợt thịt lần đầu tiên mình nấu thì không có nước mắm, không có tương ớt. Thì cái đợt thứ hai mình lấy cũng có số lượng mình ướp trước á, thì có nghĩa là cái lần thứ hai thì cái ngày ướp nó lâu hơn, có nghĩa là tới 2 ngày. Thì khi mình nấu xong á thì mình thấy cái thịt á mà mình ướp qua 2 ngày á nó thơm và ngon hơn cái thịt mình mới ướp 1 ngày. Nó thấm và nó thơm và nó ngon hơn. Cho nên mình nghĩ là cái thịt mà số lượng thịt mà mình để trong tủ tủ lạnh ở trong sở làm á, đông đá xong rồi mình đưa mình thảy vô trong tủ lạnh mình để á, thì mình nghĩ là cái thịt đó á, đến bữa mình vô mình nấu á, rất là thơm ngon luôn. Tại vì thịt đó, nó thấm á, nó thấm gia vị nhiều ngày á, nó sẽ thơm và ngon hơn. Và khi mình bao á, cái thịt nó săn, nó săn lại ngon hơn. Tại vì mình có nấu thử ở nhà rồi đó. Mình có thử nấu ở nhà cái ngày đầu tiên sau một ngày ướp, và mình nấu thử lần thứ hai có nước mắm và có tương ớt với cái ngày ướp là lâu hơn, thì cái lần thứ hai mình thấy nó ngon hơn. Cho nên mình hy vọng, mình chắc chắn luôn á, chứ không có nói là hy vọng nữa, mình chắc chắn luôn là thứ ba mình vô mình nấu cái món này mình sẽ thành công. Mình không biết là và đương nhiên rồi họ sẽ ăn, tự vì khi mình nấu ở nhà nó thơm vô cùng luôn, nó thơm mùi furiko đó, nó thơm ngon vô cùng luôn, nghe mà thèm luôn á. Thì mình nghĩ là họ sẽ đói á, họ sẽ đói khi họ nghe cái mùi đó. Thì thường vì đúng ra cái ngày lễ phục sinh á, là nhà nào người ta cũng theo phong tục Na Uy á, là nhà nào họ cũng nướng đùi lam. Còn furiko đó là chỉ nấu khi nào mà mùa thu, vào thu thì ta mới nấu furiko. Còn poske lễ phục sinh á thì là người ta nấu món phục sinh, ta nấu là món lam nướng hoặc là lam chiên, chứ không có nấu món lam hầm. Lam hầm là chỉ vào mùa thu thôi, là trước khi vào mùa đông á, là lúc đó trời nó bắt đầu thì âm u rồi mưa phùn rồi gió lạnh rồi cây nó đổ lá vàng á, cho nên những cái món mà món hầm á thì nó thích hợp hơn. Cũng giống như ở Việt Nam mình á, đến mùa mưa thì mình hay ăn bánh xèo hay y đó. Thì ở ngoài miền Trung á, người ta hay ăn bánh xèo vào những mùa mưa dầm về á. Cái mùi bánh xèo á nó tăng lên cái khẩu vị, nó làm cho mình thèm ăn. Thì ở Na Uy này cũng vậy, thì khi vào sắp sửa vào đông á thì thường thường là những món hầm á là hợp với họ hơn. Tại vì bắt đầu là vào lạnh thì người ta bắt đầu đi tìm củi á, không phải là tìm củi mà đi mua củi rồi chứa củi rồi chất củi á, để mà chuẩn bị vào mùa đông. Thì cái món như là có nghĩa là người ta lấy đồ mùa đông xuống rồi này nọ, có nghĩa là người ta hơi bận bịu á, thì cái món ăn hầm á gọi là ragu á, thì nó tiện cho họ, họ không có thời gian để mà họ phải đứng nhiều thời giờ trong để làm món ăn. Thì coi như là mình đã làm xong, mình đã làm xong cái món chả giò ngày hôm nay. Thì nguyên cái một cái thố này xong rồi, mình còn một cái thố giống như vậy nữa, thì mình nghĩ một chút rồi tí nữa mình hầm sau. Thì
tí nữa mình cuốn sau, nó lộn hầm sau. Về mình dọn dẹp rồi mình nghỉ một chút rồi mình mới chiên. Tự vì khi mình cuốn xong á, mình chiên liền nó cũng không có ngon đâu nha các bạn. Tự vì khi mình nhúng nước này nè, thì nếu mình nhúng lâu á thì nó có chất nước, cái nhiều nước ở trong cái thịt đó, thì cái lượng nước ở trong thịt nó đang nằm ở trong đó, thì khi mình chiên liền bây giờ á thì nó sẽ bị bún hoặc bị văng đó. Cho nên á mình nên đợi, mình nên đợi cho cái lượng nước ở trong á nó thấm qua cái bánh tráng đó, nó rút cái độ nước ẩm á, cái bánh tráng á nó rút cái độ nước ẩm ở trong cái thịt, rồi cái bún tàu á nó gặp nước á thì nó sẽ hút cái nước đi. Rồi không khí ở ngoài á, ở Na Uy này không khí đây nó khô á, thì cái không khí bên ngoài nó cũng làm cho cái cuốn chả giò nó khô lại một chút, nó cứng lại một chút đó. Thì mình khi mình chiên á, thì nó dễ hơn đó. Thì không nhất thiết là mình phải chiên liền đó. Thì mình đợi một chút nữa rồi mình mới chiên. Đây là cái số lượng chả giò của mình đó. Thì các bạn thấy là mình xếp nè, mình xếp masole lên như vậy nè, thì khi mình gỡ ra thì mình gỡ nó dễ hơn. Đúng ra mình có hai cái dĩa chứ không phải là một, nhưng mà tự vì mình còn một cái thố thịt nữa giống như nãy mình nói đó, thì để mình dùng cho cái dĩa thứ hai, cho nên mình dùng cái dĩa này. Đây là chả giò mà chưa chiên của mình đây. Tối nay mình sẽ có món chả giò ăn với bún và rau. Ai nói là mình sống một mình buồn? Mình sống một mình không có thấy buồn tí nào luôn á nha. Tại vì bây giờ là có internet, rồi có cái hệ thống công nghệ mà mình có thể tiêu khiển những lúc mà mình nhàm chán. Hồi xưa đó mình có anh chà, mình có Samuel với anh Việt Nam đó, anh Thái đó, thì mình hay có một cái nhà, mình là nhà Enabuli, thì mình có một cái phòng riêng, cái phòng đó gọi là phòng karaoke, hát nhạc karaoke á. Thì coi như là nhà mình có hai phòng khách, phòng khách ở dưới và phòng khách ở trên. Thì cái phòng khách ở trên á, lầu á, thì mình dùng để hát nhạc karaoke. Nhưng mà từ khi mình ở một mình đến giờ đó thì không có chơi nhạc karaoke nữa. Tại vì mình có những chuyện khác mình phải làm, cho nên không nhất thiết là phải dùng thời giờ ngồi hát nhạc karaoke. Nhà nhỏ em gái mình á, mỗi lần mình nhớ hồi đó, cứ mỗi lần mình lên nhà nó chơi á, là nhà nó lúc nào cũng hát nhạc karaoke á. Mà sao dễ cái nha, nó ở khu Lilyhead mà nó hát nhạc ok, karaoke rần rần vậy á, mà không có ai khiếu nại. Mình mà ở nhà mình ở đây mà mình hát nhạc karaoke là nó tới bóng chuông ấy nha. Nó đuổi mình đi sớm đó. Tùy nhà, tùy khu vực, chứ không phải ở đâu mình cũng có thể hát nhạc karaoke được đâu. Ok, hôm nay thì trời u ám, nhưng mà cũng không có lạnh lắm. Thì ngày mai thì sáng ngủ dậy thì mình sẽ đi rửa xe, xong rồi đi ghé vào trong kho lấy một ít đồ, hay là đưa một ít đồ lên trên kho, rồi mình chất bánh xe lên trên xe để đặt giờ đi thay bánh xe mùa hè. Mình thấy bây giờ thì tuyết nó cũng tan hết rồi.
thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà mình để ý nha, những hôm mà sáng sớm mà mình đi sớm á, thường thường mình đi lái xe từ 4 giờ hay 5 giờ, mà 5 giờ, 4 rưỡi 5 giờ là đường nó còn trơn lắm. Dù nó không có tuyết nhưng mà đường nó vẫn trơn, tại vì mưa nó, mưa buổi tối ban đêm mưa thì là nửa đêm nó lạnh thì nó đóng băng ở trên cái lớp mặt trên á, tại vì mình ở vùng ngoại ô chứ không phải là mình ở trong thành phố đó. Cho nên có thể là cũng hơi sớm, đối với mình cũng hơi sớm là thay bánh bánh mùa hè. Chắc mình chờ qua tháng 5 đi, hay là cuối tháng 4 hay là giữa tháng 4 đi thì mới thay, chứ thay bây giờ thì thấy cũng hơi nguy hiểm. Dù là không có tuyết nhưng mà có đôi lúc nó cũng trơn, tại vì mưa xuống á, rồi nó nửa đêm nó lạnh á, sáng ra nó chưa có kịp tan nên nó hơi trơn. Mình nhìn cái một cái đống chả giò này mình cảm thấy hơi đói đói rồi nha. Bây giờ mình đi chiên chả giò xong mình đi ăn chả giò. Nếu mình chiên xong mà mình muốn khoe thì mình bật lên máy lên mình khoe. Nhưng mà mình thấy hơi đói rồi đó. Ok. Thôi đi bây giờ. Bye bye. Business kiss. Hai, tiếp tục cuốn chả giò. Đi rửa xe, lấy đồ trong kho về, xong lại tiếp tục cuốn chả giò. Hôm qua là mình chiên được một tô bự, hôm nay lại tiếp tục nữa. Mình sẽ lấy cái tô mình chiên rồi rồi cho các bạn xem nha. Đây, sau khi mình ăn tối xong rồi còn một tô. Cái này mình ăn chắc chừng 3 bữa nữa là hết luôn đó. Tại vì mình ăn vả mà, ăn với rau chứ không có ăn với bún gì hết. Một người á mà ăn hết một tô này trong vòng 3 ngày, không phải là 3 ngày mà 3 bữa. 3 bữa chứ không phải 3 ngày. Bây giờ thì mình lại tiếp tục cuốn tiếp tập 2. Ngồi nói chuyện dốc. Hôm nay nắng đẹp, bà con đi tảo bộ rất là nhiều. Mình rửa xe rồi. Thơm lắm luôn á. Bây giờ tiếp tục cuốn nữa. Tiếp tục cuốn nữa. Đây, một thố bằng ngày hôm qua. Lại tiếp tục nữa. Thịt còn đỏ hồng luôn. Vẫn còn tươi. Tại vì ngày hôm qua nó cái cục thịt mình nói đó, xong mình đem ra trời, đem ngoài ban công mình để. Tại vì ban đêm á, bây giờ nó là mùa xuân, ban ngày thì nắng ấm nhưng mà ban đêm vẫn còn lạnh lắm.
Thì cái nhiệt độ lạnh đó thì nó làm cho cái thịt vẫn còn tươi ngon, đỏ hồng luôn. Thịt mà đỏ hồng như vậy là thịt tươi ngon, thơm luôn, thơm mùi tỏi nè, mùi thơm mùi tỏi, mùi dầu mè. Giờ lại tiếp tục tập 2. Hôm qua mình chiên rồi, mình ăn rồi, ăn vả, không có ăn với bún với gì hết. Vừa ăn luôn, rất là ngon luôn. Hôm nay lại tiếp tục. Mỗi lần mình làm á, công mình làm á, mình làm một lần cho nó đáng luôn, ăn cho nó đã luôn. Thì mỗi lần ngồi mình làm biếng, mỗi lần mà cuốn mình làm biếng, cho nên á, mỗi lần mình làm á, làm nhiều như vậy nè, ăn một lần cho nó đã luôn, ăn cho nó ngán luôn, xong cả mấy tháng sau mới ăn lại một lần nữa. Đây, hôm nay mình có cái thô đỏ nè, nhúng nè, nguyên cái bánh tráng nó nằm ở trong đó luôn. Đó. Thì nó nhanh hơn. Hôm bữa mình làm cái thố nhỏ quá đó, đó mình phải trăn trở cái miếng bánh tráng. Nên bây giờ thì mình lấy cái tô bự. Hôm qua thì mình chiên xong, nó không có dăng, không có bắn mà không có dính đó, rất là nhanh. Tại mình làm không có mập á, cho nên chiên rất là nhanh. Mình chỉ ăn vả thôi mà no đó. Mình ăn hình như là một cái cuốn size cỡ này nè, mà hôm qua mình ăn hình như là 8 cuốn á, 8 cuốn như vậy á, no luôn. Không ăn bún, không ăn với bún, vừa luôn, mình không có làm nước chấm gì á, ăn vả vậy thôi á. Nhưng mà khát nước, không thấy mặn mà sao khát nước nha, tại vì nó có bánh tráng á, khát nước. Mình mở nguyên một hộp nước dừa, uống hết một hộp đó luôn á, nguyên đêm á. Ở bên đây nó cũng không có dừa tươi, nhưng mà nó có dừa hộp, uống rất là ngon như dừa tươi. Đây là loại dừa này nè, đó, một hộp vậy nè. Tối hôm qua mình uống còn chút đó. Mà uống ngon như dừa tươi vậy, nếu mình để đông lạnh uống ngon như dừa tươi vậy á. Mà mỗi lần mình mua vậy là mua cả thùng, một thùng nó tới như 12 hay 12 hộp gì đó mình uống, nên không có nhớ Việt Nam. Thấy cây dừa Việt Nam nhưng mà không có nhớ lắm, tại vì bên đây có bán, cho nên mình uống thoải mái. Mình mua lần cả thùng, một thùng như vậy hình như có 200 mấy, 200 mấy là chưa có tính tiền mâm á. Vô mâm hình như cũng chỉ có gần 300 thùng, tức là khoảng gần 30 đô, khoảng 30 đô một thùng 12 cái lọ như vậy. Mình ở một mình á, cho nên uống lâu hết lắm, tại vì đâu phải lúc nào mình cũng uống nước dừa, mình uống những nước khác nữa. Thì đây nè, nó đây là dừa, nước dừa nguyên chất nè, 100% nè. Rất là ngon, ăn chả giò xong uống nước dừa còn gì sung sướng bằng nữa. Hôm qua mình có kể đó, là mình có đặt mua cái máy hâm nóng á, cái tủ hâm nóng á, tủ mini hâm nóng thức ăn á, hâm nóng bánh, hâm nóng chả giò vô trong một cái, hay là hâm nóng pizza cũng được.
Cái tủ đó là như là bề ngang là 80 cm, bề cao cũng 80 cm, rồi bề sâu vô là như là 35 cm, 30-35 gì đó mình không nhớ. Thì cái tủ đó thì mình nó lên tới 80 độ lận, 80 độ mà nó tới 1000 watt. Như mình làm chả giò như vậy xong á thì mình để vào cái tủ đó mình bật điện lên đó, thì chả giò nó cứ nóng hoài thôi. Cái đó là những cái tủ để cho những cái bếp siêu á nó bán, nhưng mà mình mua cái này là để mình xài nhà đó, hoặc là mình mang lên sở bữa nào mình làm món ăn gì nóng đó, rồi còn không thì để nhà xài. Nếu trong tương lai mà mình mở tiệm á, mở siêu á thì mình sẽ dùng đến nó. Có nghĩa là mình bắt đầu đầu tư từ từ, từng món một. Thì mình cũng vô mình tìm xem mình mướn cái địa thế nào, nhưng mình chưa tìm được địa thế nào ngon, rẻ, thuận tiện, gần nhà, chưa tìm thấy được. Mà hiện giờ mình cũng có công ăn việc làm cho nên chuyện đó cũng không gấp gáp lắm. Nhưng mà nếu mình mua được những cái gì thì cứ mua lần lần. Mua lần lần để đó, rồi đến lúc mình tìm được địa thế là mình chỉ đưa đồ ra thôi. Cái gì chứ chả giò bên đây bán chạy lắm. Thì đương nhiên là chả giò bán thì phải độn rồi. Độn thêm rau bắp cải rồi vô đó. Mà mình làm ở nhà thì không có độn ngon lắm. Qua mình ăn ngon. Có một mình thôi, mình làm ăn có một mình thôi. Mình cũng đặt mua, hồi xưa mình có cái nồi chiên, nhưng mà cái nồi chiên đó nó cái loại cũ á, nó không có cái hệ thống mà đổ dầu ra, cho nên mình đặt mua một cái nồi chiên bằng điện rồi. Cái nồi chiên loại mới này á thì nó có cái hệ thống mà cái hệ thống mà thoát dầu ra, cho nên mình dễ chùi dễ rửa. Cái cũ của mình bán nhà, mình bán luôn cái đó rồi, cho người ta luôn rồi. Mà cái mình mua này á là nó chứa tới 16 lít dầu mà tới 6000 watt, có nghĩa là rất là mau nóng. Nó nóng nhanh như vậy thì nó mới giòn. 6000 watt, 16 lít mà có hệ thống thoát dầu. Có nghĩa là khi mình chiên xong á, cái dầu cũ á mình mở cái ven á là dầu nó chảy ra. Rồi mình chỉ nhấc cái hệ thống nóng chiên á lên thôi và mình có thể rửa sạch sẽ. Thì mình đặt mua rồi, nó chưa có về, nó chưa có gửi. Tại mình đặt vào ngày lễ Phục Sinh á, cho nên nó chưa có gửi cho mình. Nồi á mà để mà chiên chả giò á thì nó khác. Mà cái nồi mà để mình chiên bánh á, bánh donut á thì nó lại khác, nó không có giống nhau. Nhưng mà mình từ từ, mình chưa làm donut lần nào hết, để mình thử đã. Thì mình thử mình làm được thì mình mới mua cái nồi chiên bánh donut.
chồng sở làm nó cứ biểu mình là nó cứ nói, nó không có biểu nhưng mà nó cứ nói hồi tao nhớ món chả giò của mày là tụi bay lắm á, của mày lắm á, hay của cô lắm á, cô có thể làm chả giò lại được không? Nói ừ, mình không có làm, chưa làm, chứ phải không làm. Cái này là mình làm cho nhà mình ăn thôi. Hôm nay trời nắng đẹp lắm, với lại là ngày cuối của ngày lễ, cho nên bao nhiêu người hối hả tận hưởng cái ngày nghỉ cuối cùng trước khi đi vô đi làm lại. Nhưng mà đến tháng 5 á, ở Naui này cũng rất là có nhiều ngày lễ. Ngày 1 tây tháng 5 là ngày lễ lao động nè. Ngày 17 tây tháng 5 là ngày ngày lễ quốc khánh nè. Đến tháng 7 cũng có nhiều ngày lễ lắm. Rất là nhiều thì cũng không nhiều, nhưng mà đại khái cũng có ngày lễ. Hiện giờ mình có một ước mơ là đi Mỹ. Lâu lắm rồi mình chưa có đi Mỹ lại. Mình muốn đi California. Nhưng mà mình đang đi làm mà, sao đi được. Mình nhiều lần mình đi Mỹ, đi Cali á, thì mình đi vào lễ Noel đó. Thường thường á, những lúc ngày đó nghỉ lễ đó nó mới nhiều, mình mới đi được. Thì đi ngày nghỉ nó mới lâu. Nhưng mà ở bên Mỹ đó, ở Cali, dù là ở Cali nha, San Diego nha, mà đến mùa Noel á cũng cũng lạnh lạnh á, chứ không có ấm lắm đâu. Có nghĩa là tối đến á nó cũng lạnh lạnh. Một đêm nếu mình đi ra biển á thì nó cũng có gió mà sóng nhiều lắm, không có ai tắm biển vào mùa Noel ở bên ở California đó. Cái lần cuối cùng mình đi lúc đó thì cũng hơi lạnh, gió nhiều lắm. Chỉ khoảng trưa trưa á thì trời nắng ấm thì có thể đi tảo bộ trên bãi biển được. Giờ ăn trưa hay là trước giờ ăn tối á, chứ tối đến á thì nó cũng gió lạnh lắm. Nhưng mà ngược lại thì ở Thái Lan á, mùa Noel á thì thoải mái vô cùng. Có nghĩa là nó không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm. Biển á thì nó cũng có hơi gợn sóng, nhưng mà không có đến nỗi nào, có nghĩa là mình vẫn tắm được. Thì Noel á là chỉ có đi Thái Lan là sướng nhất. Việt Nam mình á thì cũng chưa tắm được đâu. Mùa Noel á, như vừa rồi, nếu mình đi Phú Quốc vừa rồi mình đi mùa Noel á, thì mình phải, nó có hai bãi, ở bãi trong á, trong cái vịnh á, cái vịnh giữa Việt Nam và Thái Lan, Campuchia á, nếu mình ở hướng đó đó, thì mình có thể tắm được, là nước nó êm, ấm. Chứ còn mà mình ở cái phía bên cái dãy mà phía cái biển nước và phía bên ngoài á, thì là cũng gió sóng nhiều lắm, không có tắm được đâu. Cho nên nếu mà ai mà muốn đi tắm biển vào dịp Noel á thì nên đi ra Phú Quốc. Ra Phú Quốc thì phải ở trong cái tắm phía bên bãi biển phía trong cái vịnh á. Giống như Vũng Tàu mình thì có bãi trước bãi sau cái gì đó. Thì cái kỳ vừa rồi mình đi ra Phú Quốc mình tắm biển nguyên một tuần lễ trước khi mình về. Nước rất là êm, nước rất là cạn á, không có sâu, đã lắm. Thì vì nó cũng nằm gần Thái Lan mà, cái vùng biển đó là vùng biển cũng nằm trong trong vùng cái vịnh trong cái Thái Lan.
Nhớ thì nhớ Mỹ thiệt, nhưng mà cái đồng đô la của bây giờ, hồi xưa mình 1 đô la là 5, hoặc là sau này lên 8, bây giờ 1 lên 9, 10, thành là đi Mỹ cũng hơi mắc. Mắc là mắc so với người ngày xưa, nhưng mà cũng mắc hơn so với nếu mà mình đi Thái Lan. Nếu mà mình có ngụ ý là mình đi để mình nghỉ giải lao á, không bon chen á, nghĩa là mình đi tới những chỗ nào để mà mình thư giãn á, thì để tắm biển, ăn những món ăn Á Châu rẻ, thì cái mùa Noel thì chỉ có đi Thái Lan, chứ còn đi Mỹ thì vật giá bây giờ bên Mỹ cái gì cũng mắc hơn hồi xưa. Khi mình chiên á, mà mình thấy hai cái đầu này nè, nó vàng nè. Đó. Hai cái đầu này nó có vàng là mình lấy ra được rồi. Mình đừng có để đến hai cái đầu này nó đen. Hai đầu này nó vàng á, hai đầu này nè, mà nó vàng á, thì là cái chả giò nó vừa chín tới rồi. Và mình có thể lấy ra được rồi. Và nếu mình sau này, tại vì mình chiên để mình để dành mình ăn từ từ đó, thì hai cái đầu nó vừa vàng là mình lấy ra. Và khi nào mình ăn mình hâm lại đó, đó thì nó vừa 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 ngon, cái thịt nó không có khô. Chứ nếu mà mình để hai cái đầu nó vàng đậm hoặc nó cháy rồi á, thì có nghĩa là ăn nó giòn ngon, nhưng mà chỉ ăn liền tại lúc đó thôi. Chứ còn mình để mà mình hâm lại cho lần tới mình ăn á, thì cái cuốn chả giò nó bị khô. Ngày hôm qua mình nói là mình cuốn đợt 1 xong rồi, tí nữa rảnh thì mình cuốn đợt 2. Mình cuốn xong rồi mình chiên, xong rồi mình ăn 8 cuốn xong. Ngon quá, hai mắt cái ríu lại luôn, buồn ngủ. Hôm qua 9 giờ tối là mình đã gáy khò khò rồi, ngủ rồi. Khoảng 9 giờ đó, rồi tự động đến giờ 4 giờ rưỡi, 5 giờ cũng thức giấc. Nhưng mà mình biết là hôm nay mình được nghỉ, cho nên ngủ cũng được tới tới 6 giờ rưỡi sáng là thức giấc rồi. Nằm nướng tới 7 giờ rồi cũng ra khỏi giường. Có muốn ước mơ ngủ tới 11, 12 giờ cũng được. Ngày mai là đi làm rồi, 4 rưỡi là phải dậy, chứ làm sao mà có chuyện ngủ tới 11, 12 giờ được nữa. Người Na Uy họ cứ hỏi mình là cách cuốn chả giò làm sao đó, cho nên mình làm cái video này để cho mấy người bạn Na Uy của mình á, họ biết á cái cách cuốn chả giò làm sao. Chứ người Việt Nam mình thì đương nhiên cái này đâu có gì lạ đâu, Việt Nam ăn hoài và ăn thường xuyên. Nhưng mà tại vì người Na Uy á, họ nói mình cho họ cái off script để làm chả giò, thì mình nói bằng miệng mà không có hình á, họ không có hiểu. Cho nên mình làm video này để cho họ xem đó, họ xem rồi họ bắt chước họ làm thì nó dễ hơn, nó nhìn hình thì nó dễ hơn là lý thuyết. Mình thích đi Thái Lan là có những món ăn á ngon á, nó hợp khẩu vị với mình. Đi Mỹ cũng có, đi Mỹ thì cũng có, nhưng vô mấy cái quán Việt Nam á, thì cũng có những món ăn đúng phong cách Việt Nam. Còn đi Thái Lan thì mình chỉ thích ăn mấy món Thái Lan nó lạ miệng, tại vì món ăn Việt Nam mình biết làm mà, mình đâu có thèm đâu. Chỉ có thèm món Thái là tại vì mình không biết, mình nấu được món Thái nhưng mà không có đúng như người Thái nấu.
Lần vừa rồi mình đi về Thái Lan, mình đi hãng business á, đi mình mua vé diện business á. Trời ơi, nó thoải mái thân thể của mình đến nỗi là mình khi mình xuống tới Thái rồi, mình không có mệt mỏi một tí nào luôn. Mình không có cảm tưởng rằng là mình đã chạy một nghiệm một con đường dài mười mấy tiếng đồng hồ. Tại vì khi mà ra phòng đợi thì mình cũng ngồi trong lounge đó, rồi lên máy bay thì mình ngồi, mình lên cái là mình ngã ghế ra mình nằm, rồi được mời ăn champagne, món ăn nóng ngon nữa, rất là thoải mái. Mình không có cảm tưởng là mình ngồi trên chuyến máy bay đường dài đó. Bây giờ mình cũng thử mình vô tìm giá đó, nhưng mà không có rẻ như cái năm đó mình đi. Tại vì cái năm đó mình đi á là mình mua vé máy bay vào thời điểm corona, cho nên vé máy bay rất là rẻ. Phải có nhiều người người ta mua rồi đó, xong rồi người ta cancel đó, người ta trả vé lại đó. Cho nên cái vé đó được bán ra lại lần nữa với cái giá rẻ. Tại vì cái người mà họ cancel đó là họ phải chịu cái tiền lệ phí đó. Cho nên cái vé đó nó phải bán ra lại lần nữa cho ai muốn mua để mà đi, thì là gặp chúng mình là mình mua. Cho nên mình mua được cái giá rẻ, không phải là cái giá nguyên thủy. Tại cái giá nguyên thủy á, thì người ta khi người ta cancel đó, người ta từ chối á, ta trả lại á, thì người ta phải trả một cái tiền chi phí gì đó trong cái số vé đó, thì cái số tiền còn lại họ bán ra. Thì mình mua trúng được cái vé đó rẻ. Mà trong thời điểm corona đó, vé rất là rẻ. Bây giờ mà đi về Asia mà đi giá business đó, mà hãng mà France Airlines không mất cũng là 50.000, hơn 50.000 vừa đi vừa về. Lúc mình mua rẻ lắm, mình mua có 25.000 à, vừa đi vừa về. Bây giờ là trên 50.000 vừa đi vừa về, không có giá rẻ nữa. Giờ có nước đi đi economy thôi, mà đi economy mệt lắm. Tự vì mình ngồi mấy tiếng đồng hồ á, mình không có ngã lưng ra được nên nó mệt lắm. Với lại trong cái phòng mà cái gian mà ngồi economy á, cái nó lượng ghế nó nhiều, tại nó hẹp á, lượng ghế nó nhiều, người nó đông, cái hơi thở của người ta thở ra nó bịt bùng lắm, nó ngột ngạt lắm. Đi hạng business thì cái ghế nó bự, cái lượng người nó ít trong cái phòng đó, cho nên nhìn nó thấy thoáng. Mấy năm nào mình đi chơi cũng đi vào dịp Noel á. Mà thông lệ đa số ai cũng đi vào dịp Noel, cho nên á có nhiều khi á, số lượng người đi nó cũng đông nữa. Cho nên thường thường và thời tiết á, vào cái mùa đó nó không có được chuẩn đó. Cho nên có đôi khi nó bị đình trệ những cái hãng máy bay á, hoặc là những cái chuyến bay nó bị đình trệ, phải ngồi chờ đợi máy bay trễ này nọ. Còn nếu mà mình mua có mua for riêng á, bảo hiểm á, thì nó có đình trệ thì nó cho mình đi ra hotel ở miễn phí, không tốn tiền. Cái đó là mình, tại mình có bảo hiểm. Có một lần, lần đầu tiên mình đi về Việt Nam, lần đầu tiên mình đi về Việt Nam với chồng cũ của mình là anh Tiết á, cái bé Vân. Lần đầu tiên, chứ mấy lần trước mình cũng đi từ bên Nhật qua định cư Na Uy, mình cũng đi máy bay mà lúc đó mình còn bé, mà lúc đó mình đi có ba mình nữa, cho nên nó mình cảm thấy an tâm đó, là ba của mình lo cho mình. Thì lần đó thì mình cũng tự phải tự lo, rồi đi với chồng đó, rồi với con. Cái lên máy bay á, đúng là mình lúa,
lên máy bay á, thì không chịu nhìn cái vé máy bay là mình ngồi chỗ nào, mà sợ nữa, cứ chạy tọt xuống cái hàng ghế cuối cùng, cuối máy bay luôn, ngồi tiếp gì đó. Thì ngồi chỗ của người ta, tới người ta tới thì người ta nói là cái chỗ của người ta làm sao mình ngồi. Thì cái cô nhân viên máy bay á, chiêu đãi viên á, thì cổ tới, cổ xem vé máy bay, thì cổ nói là vé mình ở phía trên kìa, đi lên trên nó ngồi, trên nó ngồi ngon hơn. Thì mình cũng không chịu, mình nói mình ngồi đây, mình nói thôi cái chỗ đó cho mấy cái người chỗ này ngồi đó đi. Không biết lúc đó sao mình sợ gì đó, mình cứ nghĩ là mình ngồi cái hạng cuối cùng là nó an toàn, không máy bay nó có rớt thì cũng không sao, mình nghĩ trong đầu vậy đó. Đó, mình xong mình đổi chỗ cho ba cái cậu Việt Nam đó lên trên ngồi trên đó, mà biết không, ngồi trên đó vé mình mua là vé hạng nhất. Lúc ba cậu đó xuống á, đáp máy bay đáp rồi, mấy ba cậu đó chạy tới mình nói cảm ơn cảm ơn là được nhường cho cái ngồi hạng nhất, mình tụt xuống mình ngồi hạng vé của họ. Tại vì không biết sao bữa đó mình sợ quá, mình có cảm tưởng như nếu máy bay nó có rớt á thì là mình ngồi dưới này nó không sao, mà đúng như cái dự đoán của mình luôn, là bữa đó chuyến máy bay á nó phải tạm dừng, nó xin dừng đáp ở một cái phi trường Campuchia, thì vì hết nhiên liệu. Thường thường làm gì có chuyện mà máy bay hết nhiên liệu đó. Mà hôm bữa đó máy bay thì đúng như là cái sự lo sợ của mình, đúng là ông bà phù hộ sao đó. Là tự nhiên hôm đó là máy bay nó nói là nó không đủ nhiên liệu để tiếp tục cho một đoạn đường còn lại, nó phải xin tạm dừng tại phi trường không biết là Campuchia hay hay là đâu, mình không nhớ, cũng gần Việt Nam mình đó. Để mà nó tiếp nhiên liệu. Rồi nó bị trục trặc cái gì nữa đó. Xong rồi biết sao không, bao nhiêu người người ta đi lên đó, phải đi ra máy bay, đi lên phòng chờ ngồi chờ. Không biết hôm bữa đó mình sao, mình sợ quá mình không xuống mình ngồi trên máy bay đó luôn, người ta đi xuống hết mình sợ quá mình ngồi cho nó luôn đó, không đi đâu luôn đó. Rồi anh Tiết anh thấy là mình ngồi đó thôi, giờ anh đâu có nỡ nào anh bỏ vợ bỏ con mà anh đi đi ra, thì anh cũng ngồi đó với mình luôn. Thì cái cô lúc mà mình nói để nhường cái ghế cái đó lại cho mấy anh Việt Nam kia đi đó, thì cái cô phi công á, nay không phải có cái cô chiêu đãi viên á, thì cô cũng kêu chồng mình là đi lên xem cái hàng ghế đó đi, hàng ghế đó ngon lắm. Thì anh Tiếp anh đi lên đó anh xem, anh xem xong thì anh xuống anh nói với mình hàng ghế trên đó ngon lắm em ơi, ghế nó to rộng thoải mái hơn là ngồi dưới đây. Cái xong mình mới nói chứ, thì nếu anh nói to rộng thôi anh lên ngồi đi, để hai mẹ con em ngồi dưới đây, không biết sao em sợ lắm. Cái anh mới nói chứ đồng ý là nó to ngon thiệt, nhưng mà anh làm sao mà anh có thể đi lên đó một mình mà em để em với con ngồi dưới đây được, thì thôi em ngồi đây thì thôi anh cũng ngồi đây luôn. Ghế nó chật nhưng mà là gia đình của mình. Xong anh Tiếp anh cũng ngồi chung với mình luôn ở dưới cái ghế hàng bét, hàng bét, hàng economy mà bét luôn á. Không biết là có cái điểm gì hôm đó tự nhiên sao mình sợ. Rồi từ đó, từ giờ trở đi á, từ sau đó trở đi á, my gosh, mình mua vé là mình mua vé hạng trên, mình ngồi trên không à. Là mình nghĩ có gì đâu mà sợ trời. Chỉ có một lần trong đời đó là mình lúa lúa vô cùng luôn á. Tại lần đầu đi máy bay mà không biết, đồng ý là lần đầu, không phải là lần đầu mình đi máy bay, mình có đi từ Nhật qua bên Na Uy đi bằng máy bay mà, chứ đâu phải là lần đầu. Mà không biết tại sao bữa hôm đó mình rất là sợ. À, là như vậy nè, lúc mình đi được hãng đó là hãng của Eru, hãng của Nga. Thì lúc mình tới phi trường á, trời ơi, mình phi trường của Nga mình thấy một loạt người Việt Nam hàng hà sa số, như là đi làm lao động ở Nga đó, bị đuổi, như là công truck nó hợp đồng nó xong rồi đó thì nó cho mấy người Việt Nam nó về.
nhưng mà không có vé máy bay cho mấy người Việt Nam đó về. Có nghĩa là người đó, những người Việt Nam đó phải chầu trực ở phi trường á, chờ có máy bay trống thì mới đi về được, mới về Việt Nam được. Thì lúc mình ra đó mình thấy trời ơi quá trời Việt Nam luôn, mình tưởng tượng mình không biết có chuyện gì xảy ra đó. Rồi đã như vậy rồi thì lại có thông báo rằng là không có chuyến máy bay để cho mình đi về Việt Nam theo như cái vé máy bay mà mình đã mua từ Na Uy đó. Thì nó nói là máy bay bị trục trặc, xong rồi nó đưa hết nguyên một mà cái đoàn người của mình á, người Na Uy của mình nè, những người mà từ Na Uy đi á, đi vô, đi lên xe buýt để đi lên xe buýt để đi về hotel. Rồi sáng hôm sau thì nó sẽ ra nó đón mình đó, rồi rồi đi chuyến máy bay khác rồi đi về Việt Nam. Rồi nó đưa vô một cái hotel gì á mà rất là hạ cấp, không có phải là hotel 5 sao hay gì đâu. Nguyên đêm đó hả, trời ơi nó ngứa ngáy mình, nó khó chịu hả, mình không có ngủ được. Cho nên bữa hôm đó lúc mình ra phi trường á, lên tới máy bay rồi có cái gì đó mình sợ sợ, mà lúc đó mình đi cũng vào dịp Noel nữa nha, trời ơi nó lạnh, ở bên Nga Xô Viết á nó cũng lạnh lắm. Xe buýt nó tới nó đón mình phi trường á, nó tới nó đón mình, nó đưa tới hotel, rồi từ xe buýt mình đi vô cái hotel đó, trời ơi tuyết nó trơn trượt. Mà bữa hôm đó mình điệu điệu đó nha, mình mang giày ống mà giày ống cao gót á, trời ơi, rồi mang hành lý xách tay nữa, nó trơn nó trượt mà nó nặng mệt mỏi. Cái lên nó máy bay cái mình sợ quá, mình ngồi cái ghế hàng ghế cuối cùng, mình cứ nghĩ là ngồi hàng ghế cuối cùng là an toàn. Trời ơi, trong đời ngu thì ngu có một lần thôi, đâu phải lúc nào cũng ngu đâu, mà mình nhớ hoài luôn nha, không bao giờ quên luôn á. Nhưng mà lúc đó xong bây giờ mình nghĩ lại lúc đó mình thấy thương anh Tiết dễ sợ luôn á, ảnh vì vợ vì con, thấy vợ sợ thì ảnh cũng ngồi chỗ đó luôn, chứ anh biết là cái hàng ghế trên là hàng ghế ngon mà, nếu ảnh lên đó anh ngồi cũng được, nhưng mà ảnh không có nỡ nên bỏ vợ bỏ con ngồi dưới này, nhưng anh cũng ngồi cái hàng ghế dưới luôn. Tiền vé đó là tiền mua, tiền vé là mua tiền mắc, mà ngồi ngồi ghế rẻ, nghĩ ngu dễ sợ là ngu luôn. Cuốn gì cũng nhanh nha, tại mình cuốn bự á, nhanh nhanh một thố như vậy mình cũng sắp xong rồi, còn nhiêu đây nữa là xong rồi, nhiêu đây nữa thì cũng khoảng 4 cuốn nữa, 4 cuốn nữa là xong. Người Na Uy họ hay hỏi mình lắm, họ hay hỏi mình cách làm chả giòn sao, cách cuốn chả giòn sao đó. Thì mình làm video này cốt yếu là để mình cho mấy người bạn Na Uy mình á họ xem để họ biết đó. Cách cuốn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà tại vì họ chưa có làm bao giờ á cho nên họ thấy là nó khó. Mình thì mình làm thường xuyên rồi nên mình thấy nó dễ. Mình có thông báo trong sở làm của mình rồi, nếu mà một ngày nào đó trong sở làm của mình nó làm cái dàn bếp mới lại á, thì trong cái thời điểm mà làm dàn bếp mới lại mà không có nhà bếp á,
thì mình có nói với họ là mình sẽ làm bánh mì nguội á ở nhà đó, rồi mình mang lên sở cho họ. Nhưng mà đó là một cái hình thức mà mình có thể tiếp tục làm việc cho họ đó. Còn bữa nào ăn nóng á, thì mình nấu đồ ăn nóng ở nhà xong rồi mình mang lên sở. Tại vì mình có đặt mua những cái máy mà hâm nóng, dự trữ thức ăn nóng á, những cái khay chứa đồ ăn nóng bằng điện, những cái nồi súp hâm nóng súp bằng điện đó, mình có đặt mua hết rồi. Thì khi mà mình nấu xong á thì mình cho vô nồi bự, thì khi mình chở đi á, cái loại mà bự mình khi mình chở với những súp á, thì một cái nồi ví dụ như là 25 lít thì mình đổ vô đó khoảng chừng 15 lít thôi, thì nó còn lại khoảng cách 10 lít đó. Tại khi mình lái xe á, thì nó không có chồng chành, thì nó không có đổ ra ngoài. Hoặc là mình sẽ mua cái loại mà thanh mousse á, cái loại mà thanh mousse để mà đựng súp á, thì nó có cái nắp mà có cái khóa lại á, rất là an toàn. Khi mình đổ vô như vậy á thì nó vẫn giữ nóng được, mà nó có cái khóa cái nắp lại á, cho nên mình có chở xe đi á, nó có sốc á, nó cũng không có bị đổ ra ngoài. Đó là chất lỏng á, chất lỏng mà để mình di chuyển á. Chứ còn đồ ăn đặt thì bỏ vô hộp thì đậy nắp hộp lại được mà, đâu có sao đâu. Còn không, ví dụ như mà súp 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 tomato, ví dụ như tomato súp bê hay blom kho súp bê đi, thì mình nấu đặc biệt á, nấu cho đặc xong rồi mình mang lên tới trên sở đó, xong rồi mình nấu ấm nước sôi đó. Đó, mình chế vô, mình trộn lên rồi mình để lên cái loại lò mà lò có thể di chuyển được á, lò mà một một bếp á, mình cắm điện lên mình hâm lên thôi. Còn nếu không nữa đó thì mình mua loại súp mà súp súp bịch á, từng bịch bịch nhỏ nhỏ cho mỗi cá nhân á, rồi nấu ấm nước sôi rồi đổ vô thôi, từng bịch nó cho mỗi người á, rồi làm bánh mì bao ghép nữa, là họ có bánh mì rồi có súp. Thì họ nói là nghe cũng ok, thì họ sẽ thông báo cái này lên cấp trên để cấp trên giải quyết. Thì khi mình đặt hàng á thì mình sẽ nói là hàng nó giao thẳng tới nhà cho mình, hoặc là nó cũng có thể giao tới cho sở. Rồi khi mình mang đồ ăn lên sở xong rồi thì mình lấy đồ ăn tươi về để mình làm cho ngày hôm sau. Nhưng mà tự vì nhà bếp thì nó đang sửa cho nên nó đâu có tủ lạnh chứa đồ ăn đâu, mà thức ăn có thể giao ở đó được, thì thức ăn nó có thể giao ở nhà mình xong rồi mình mang lên trên sở. Thì cũng như một hình thức gọi là dèm mà con tui đó. Nhưng mà cái mình của mình thì gọi là dèm mà sức kinh đó, như vậy thôi. Rồi mình mang lên sở, thì cái ý kiến đề nghị của mình á thì họ nói là để họ thông báo lên cấp trên, rồi cấp trên sẽ bàn lại. Thì đương nhiên là họ sẽ tính là cái nào thuận tiện đó, vừa thuận tiện vừa rẻ. Thì đằng nào mình cũng chạy xe lên, nếu mà mình không làm ở nhà đó, mình nấu nướng ở trên sở thì đằng nào mình cũng chạy xe lên sở. Mà khi mình chạy xe lên sở thì mình chạy xe không, thấy không? Mà sáng mình phải dậy sớm nữa. Còn nếu mà mình làm ở nhà á thì mình cũng dậy sớm, nhưng mà mình làm ở nhà xong rồi ví dụ như 10 11 giờ rưỡi ăn thì mình đi vợ cỡ 10 giờ rưỡi đâu kẹt xe đâu, 10 rưỡi đâu có kẹt xe, 1 tiếng đồng hồ là mình có mặt ở đó rồi, là mình có thể giao đồ ăn được rồi.
mà mình cũng là công nhân viên của họ. Tại vì khi mình làm lâu rồi đó, thì mình biết cái cá tính của mỗi người, họ thích ăn cái gì. À, mình biết rành, biết rõ, cho nên mình có thể làm những món ăn tùy theo cho mỗi người được. Còn nếu mà nó đặt cái catering á, giao đồ ăn á, thì mình nghĩ là cái giá nó khác. À, còn mình là công nhân viên rồi, mình làm lâu năm, mình làm ở đó một thời gian rồi, mình biết ai muốn cái gì, thích cái gì. Ừ, cái khẩu vị của họ, mà họ cũng nói là họ thích cái nêm nếm của mình nữa. Đó, cho nên thì như vậy thì nó dễ hơn. Để chờ coi xem họ nói như thế nào. Đây là cái miếng cuối cùng này. Là xong rồi. Vừa làm vừa nói chuyện á, cho nên thấy nó nhanh. Đây là miếng cuối cùng. Mình cho sẽ cho các bạn xem một cái dĩa mà mình đã gói rồi. Xong rồi nó như thế nào nha. Làm xong là mình phải chiên ăn liền. Quá bụng rồi. Hồi sáng mình có ăn, ăn trưa rồi. Ăn một tô cơm với lại cái thịt cừu nấu với bắp cải. Mà lạ lắm, thịt cừu mà nấu với bắp cải mà càng nấu nhiều ngày càng ngon nha. Cái ngày đầu tiên nấu ra không ngon, nhưng mà càng nấu lâu ngày thì càng ngon. Đây, đây là thành quả của mình đây các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Đó, đây là thành quả của mình đây. Đó, từng bậc tăng cấp lên đây. Đó, xong bây giờ mình dọn dẹp, mình để cho nó hơi ráo một chút, xong bắt đầu mình chiên. Tự vì mình xếp so le như vậy nè, cho nên nó không có, nó dễ ráo, ráo nhanh hơn. Đó. Nhiều chưa? Quá nhiều luôn á. Bây giờ là mình có thể dọn dẹp. Một số lượng chả giò. À, mình sẽ chiên lên. Ăn đã đời luôn. Ăn đó mà. Mỗi lần mình làm chả giò là như vậy á. Là một lần ăn cho nó đã đời, ăn cho nó ngán luôn. À, xong rồi một thời gian lâu lắm mình mới làm lại. Cái bao tay này á, dễ lắm, thoải mái lắm. Mình có cảm tưởng giống như là mình làm bằng tay của mình vậy đó. Mà khi mà bạn chiên dầu trên cái hơi nóng á, thì cái nhựa này nè, nó teo lại, nó bó sát vô trong cái tay mình á, thì mình còn có càng có cảm tưởng là mình không có đeo bao tay á, mình rất là dễ sử dụng làm việc. Còn cái tô ngày hôm qua nè, tô hôm qua nè, đó, tô hôm qua nè, à, mình hâm lại một lần nữa là mình ăn. Nếu mà mình đã đặt mua cái máy hâm nóng rồi đó, cái tủ hâm nóng rồi đó, mình chiên nó hơi như vậy thôi, xong rồi mình đưa vô cái tủ hâm nóng đó, đó để mình bán á, thì là nó vừa giòn chứ nó không có bị khô. Nếu mình chiên quá đà đó thì mình đưa vô cái tủ á, mình hâm nóng lại á, thì là nó sẽ bị khô. Ok. Thôi đi bro. Bây giờ mình ăn xong rồi, nếu mà mình chia xong xong mình ăn xong, nếu mà thấy trời còn nắng đẹp thì mình đi tảo bộ một chút. Ok. Thôi đi. Bye bye.
mình mở bao tay ra thì mình mới tắt được máy. Còn bao tay thì mình không có tắt máy được. Cái bao tay này mình rất là thích, rất là hợp.